rồi giao bò về cho chị ở Đắk Nông nha. Đó. Rồi hello, xin chào cô chú anh chị đã đến kênh Chân Nuôi Bến Tre. Hôm nay lên bộ mẹ con nè, mẹ xin con cái xin luôn cô chú anh chị. Nghe cái xin là cực kỳ đặc luôn, kiểu mẫu ha, đẹp luôn cô chú anh chị. Bây giờ mình mời cô chú anh chị theo dõi nội dung ha, thấy giá cả nghĩ mua liên hệ cho em. Thì nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông ha, để theo dõi những clip mới nhất về kênh Chân Nuôi Bến Tre phát sóng đến 12 giờ trưa và 6 rưỡi chiều ha cô chú anh chị. Đó, giờ mời cô chú xem nội dung ha. Mặt chúng ta hình ảnh bỏ mẹ con nè, con là màu đỏ mặt luôn nè chú chị, còn mẹ thì màu hơi vàng vàng ha. Đó, mẹ nè cô chú chị thấy không, con mẹ này chiều cao là 1m, khoảng 1m26 bò ha chú chị, có dao động khoảng 1m26 bò đó. Thì con mẹ đang ôm con lứa thứ ba cô chú chị ha. Đối với con bò để loại như thế này bên em bao cho cô chú chị trong vòng 3 tháng ha. Đó, con được 3 tháng 20 ngày nè. Thì con mẹ là đã gieo tinh lại 1 tháng rồi nha cô chú anh chị. Nhưng mà gieo tinh lại thôi, nhưng mà em không có bao chữa nha cô chú anh chị, thôi nói nào lỗ làng ha. Thì chú nhà báo là gieo tinh lại mới là được 1 tháng nè, gần được 1 tháng cô chú anh chị ha. Chân cẳng mẹ nè, chân sau nè, thấy không, cực kỳ lúng rồi, lúng chèn bài bản luôn nè. Rồi vú 4 vú ha, chân trốn nè cô chú anh chị. Sao mẹ sần da hay sần nè, sái tán nghiêm chỉnh, sái lưng hoàn thiện luôn. Cái lưng của chú vậy thấy không đó, còn con là được 3 tháng 20 ngày chú vậy, một màu đỏ mặt luôn. Con này cũng đầu trụi sái nghiêm chỉnh của chú vậy ha. Rồi chân trước và chân sau nè con nè, lúng rồi, lúng chèn luôn nè, thấy không con lúng chèn của chú vậy. Đó, lúng như chèn ha. Thì bộ mẹ con này anh chủ nhà bán giá là 32.500.000. Đó, cô chú anh chị nào thấy ưng ý mua liên hệ cho em ha. Qua mẹ nè, bây giờ cực kỳ ha. Quay tầm xa cái 10 thước này cho cô chú nhìn thấy nè. Đó, em bảo đứng xa thiệt xa luôn nè cho thấy rõ con bò ha. Để gần lại cho chú chị. Con mẹ dằn lúng chèn luôn nè. Con cũng vậy, con dằn lúng con cũng chèn, giữ dằn con tương lai cũng lên bò giống, để giống là cực kỳ ngon luôn con nè. Mới 3 tháng 2 ngày lúng này. Cực kỳ không? Nói bò này tiêm ngừa vaccine viêm da nổi cục rồi ha chú chị. Đó thì cô chú chị này, ai muốn mua liên hệ cho em. Đó, con kiểu mẫu cực kỳ tốt không, con là màu đỏ mặt ngang cô chú chị thấy không, cái dầu đúng của con nè. Đó, con móc lên bò mẫu luôn chú chị, nó đẹp cực kỳ luôn ha. Thì đó, bộ mấy con anh nhận bán giá là 32.500.000. Thì cô chú chị ở gần xa muốn mua liên hệ cho em. Con mẹ cũng nằm đằng trung trung à, con mẹ cao khoảng 1m26 bò chú anh chị nghe thông báo nè. Con mẹ đang ôm con nên con nó lúc nó không thể nào mà nó ốm mập nổi chú anh chị, hơi ốm ha, cực kỳ không. Rồi chân cẳng nè, mẹ con chân cẳng hoàn thiện, hổ bú bắp xe gì hết em chú anh chị. Giá này cũng là cực kỳ thương, bọn mẹ con này giá là 32.500.000 cũng là cực kỳ yêu thương rồi ha chú anh chị. Con à, cái cậy đuôi nó nè. Đó, dằn lúng con này cô chú chị thấy dằn lúng hay vú nó không, mới 3 tháng thôi mà về nè ha, kỳ luôn. À, giờ em cũng xin chào cô chú anh chị, mà cô chú anh chị là thấy lấy mua liên hệ vậy em ha. Lộn con ra ngoài cho cô chú mình coi nè, cực kỳ luôn.
Ngon con nè. Đập không? Gu bật luôn chú anh chị. Mới 3 tháng hơn ngày nè, thấy không? Cực kỳ không? Rồi hello, xin chào cô chú chị đã đến kênh Nhân Hương Bến Tre ha. Hôm nay quay mẹ ba bê nè, con đực ba bê luôn, mẹ con ba bê hết cô chú chị. Đó, mẹ con đực ha. Rồi gửi hình ảnh hai chiếc chi tiết về hai con bộ mẹ con này, xin cô chú chị đăng ký kênh để theo dõi clip mới nhất từ kênh Nhân Hương Bến Tre ha. Nhớ nhấn chuông ha để theo dõi clip mỗi ngày từ nó sống đến 12 giờ trưa và 6 rưỡi chiều ha chú anh chị. Tới giờ mà cô chú xem nội dung thấy giá cả ưng ý mua liên hệ cho em. Hai bộ mẹ là mẹ to để đối đầu nghe. Rồi, tướng mặt chúng ta hình ảnh nè, mẹ con ha. Mẹ ba bê bông nè, con thì cũng ba bê đực ba bê bông luôn đó. Con đực ba bê bông này màu này khó kiếm luôn chú anh chị, mẹ con là bông nè ha. Màu đẹp không? Cực kỳ ha chú anh chị. Con mẹ này mẹ to đẻ lứa đầu tiên nè chú anh chị. Đó, thầy nói với con bò mà này có đẻ lội như thế này thì bên em bao cho cô chú anh chị trong vòng 3 tháng ha. Đó, con đực này được 3 tháng 15 ngày chú anh chị. Đó, 3 tháng 15 ngày đực nè, cực kỳ ú không? Mềm không? Đó, theo quan sát chân cẳng mẹ con này là không có bú ép xe súng lúng súng lụt gì hết nha. Đó, chiều cao con mẹ em đo được là khoảng 1m29 bò cô chú anh chị, to ha, con mẹ to trong luôn. Quỷ hồng nóng dữ không. À, con mẹ chân cẳng nè, chân trước con mẹ nè cô chú anh chị thấy không, đây lúng rồi, có lúng cái dáng lúng của chú anh chị. Đó, vô bốn vô đầy. Chân sau là cô chú chị thấy móng không? Chân sau ha. Móng đẹp nha chú anh chị. Nè, xương sóc cũng ok cô chú chị. Đó. Đứt mẹ nè. Kỳ không? Má mẹ đầu trội, con đầu trội luôn. Mẹ đầu trội thấy không? Ba bê ha. Sái lưng nè. Nghiêm chỉnh luôn cô chú anh chị. Chân cẳng thấy không? Đây. Đó, quay lại con đực nè, cô chú anh chị, đực mới 3 tháng 15 ngày nè. Ba bê bông đực này màu đẹp không cô chú anh chị? Đó, đực còn bú đàng hoàng nha chú anh chị. Tại em cột lại cho quay được kỹ cho cô chú mình xem ha. Chân cẳng đực này không có bú ép xe súng lúng súng lụt hết nha cô chú anh chị. Đó, chân trước nè, đực xương sóc cũng to cô chú anh chị. Dữ không? Đó, đợt này em đo khoảng 1m5 bò đó vậy. Em nằm trong khoảng 1m5 á, cái chú anh chị. Đó, đực à. Kỳ không? Cái đoạn không? Đẹp, màu đẹp ha. Cũng đầu tuổi luôn. Đó. Thì một mẹ con anh chú nhà bán giá là 37 triệu ha. Đó, cô chú anh chị mà ở gần xa muốn mua liên hệ cho em. 37 triệu. Kỳ không? Em quay tầm xa thấy lõi bò, tròn bò luôn cho cô chú xem nè. Mẹ cũng vậy nè, cô chú vậy thấy không? Kỳ ha. Đó, hai bộ mẹ con ở nhà bán giá là 37 triệu ha. Con mẹ cao khoảng 1m29 bò tới về, tại qua nè. Kích lịch luôn ha. Đó, bò có lẽ lòi như thế này thì bên em bao lòi lú của chú chị mà trong vòng 3 tháng ha chú chị. Còn mà chuyện cấy lại á, con này con cấy lại 1 tháng rồi. Nhưng mà em không có bao chữa cấy nha, cấy là cấy lại 3B luôn nhưng mà không có bao chữa nha chú anh chị. Thì chú nhà báo là cấy lượng tháng đó ha. Đó, mẹ mặt mày mẹ con nè, mặt mày đầu trụi nè, cực kỳ đẹp luôn, màu cũng đẹp hơn của chú anh chị nè. Đó, kỳ không? Em quay tầm xa nè, quay gần lại cho chú xem nè. Ha. Chân cẳng là bò này đã tiêm ngừa vaccine viêm da nó cục rồi hết chú anh chị. Đó, thì con chú anh chị có việc gì mua gì nuôi thôi. Con đợt này nuôi chừng nuôi mà lên thịt chỗ béo cái nó được dữ lắm cô chú anh chị. Ba bê nè. Màu hồng cực hiếm nè. Màu này sao có hiếm có lắm. Đó. Đẹp không? Chân cẳng móng thấy không? Ăn uống là bình thường ha, bò khỏe mạnh hết đàng hoàng. Đây. Con cái con đoạn dài không chú anh chị?
đang ôm con ha. Địch nè, địch nè, địch nè, cái địch nè. Thấy không? Ú mềm mượt luôn. Lông da cũng nhuyễn nhờ ha chú anh chị. Đó. Đây. Cực kỳ không? Cái ba bê bông nè, đẻ con la được ba bê bông cũng đẹp dữ dằn luôn. Thấy không?